và các bạn, thì hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, thì tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn một số cách tính án phí đơn giản nhất. Thưa quý vị và các bạn, thì khoảng nửa tiếng đồng hồ trước đây thì có một anh chị gọi điện thoại cho tôi, chị bảo rằng là tôi có một số tiền như thế đấy, thì luật sư tính giúp dùm tôi cái số tiền là không án phí. Thì hôm nay thông qua cái video này, tôi sẽ làm một cái video để quý vị và các bạn biết rằng trong trường hợp mình rơi vào trường hợp nào thì mình biết cách tính án phí, như để mình biết được dữ liệu được cái số tiền khởi kiện ở tòa án. Thưa quý vị và các bạn, thì trong cái quy định về khởi kiện dân sự thì nó có những cái vụ khởi kiện. Ví dụ như bây giờ mình khởi kiện về tranh chấp hủy hợp đồng, tức là bây giờ hai bên mua bán một cái hợp đồng và mình cho rằng cái hợp đồng này nó không có đúng về đối tượng, và mình sẽ yêu cầu là tuyên bố hợp đồng vô hiệu, hủy cái hợp đồng này. Hoặc là bây giờ mình hồi xưa mình có hợp đồng ủy quyền cho ông A làm giấy tờ, tuy nhiên thấy ông A kỳ cục quá cho nên mình xin hủy cái hợp đồng ủy quyền, hoặc là khởi kiện ở tòa án để mình khởi kiện cái vụ việc là ly hôn mà không tranh chấp tài sản. Cũng như vậy, khi mà cái cơ quan hành chính ban hành cái quyết định nào đó, giả sử như cái quyết định về bồi thường về giá đất, quyết định về thu hồi quyền sử dụng đất và mình không đồng ý, thì mình quyết định khởi kiện hành chính, thì tất cả những cái vụ việc đó thì nó sẽ được xem là những cái vụ án không có giá đất. Thêm một chút xíu nữa cho quý vị và các bạn, nếu như trong trường hợp quý vị và các bạn sẽ tuyên bố một cái người nào đó mất tích, tuyên bố một người nào đó mất năng lực làm việc dân sự, tuyên bố về một cái hành vi nào đó, hay là thay đổi người trực tiếp nuôi con, những cái trường hợp đó thì mình sẽ tính vô là không có giá đất. Mà cái trường hợp thứ hai tôi cũng muốn đưa cho quý vị và các bạn, thì đó là một cái trường hợp là án phí có giá đất. Án phí có giá đất thì mình sẽ phụ thuộc từng cái khung. Thì bây giờ nói như thế này cho nó dễ, tức là khi mà mình đã đi ra ngoài thì tùy theo cái mức độ thì nó có những cái barren của cái khung. Thì cái khung thứ nhất nó là từ 4 triệu đến 400 triệu. Thì pháp luật về án phí nó tương đương khoảng 5% giá trị. Trong trường hợp này thì tôi đơn cử một cái giả thuyết nó nằm trong cái khung này. Ví dụ như bây giờ cái ông A ông khởi kiện tranh chấp một cái quyền sử dụng đất nào đó, hoặc là tranh chấp thừa kế quyền sử dụng nào đó, thì ông yêu cầu là vì ông không có biết cái giá trị cái đất ở cái nhà đó là bao nhiêu, thì ông sẽ ước lượng nó là 100 triệu đồng. Thì trong trường hợp này 100 triệu đồng tương ứng với lại cái ba đen là từ 4 triệu đến 400 triệu đồng, tương đương 5% giá trị. Thì 5% thì tương đương với khoảng là 5 triệu đồng. Nhưng mà tạm ứng án phí thì mình chỉ đóng là 50%. Vậy thì khi ông Nga khởi kiện một vụ kiện này thì ông Nga chỉ phải đóng là 2,5 triệu đồng. Một cái ví dụ thứ hai nữa tôi muốn đưa cho quý vị và các bạn. Tôi và phía ông A, tôi cho ông A vay cái số tiền là 100 triệu. Tuy nhiên đến hạn, đến thời gian mà tôi đòi ngoài, đòi mãi, ông A không có thiện chí trả cho tôi, và tôi quyết định khởi kiện ông A tại tòa án. Thì với cái giá đặt là 100 triệu đồng thì tôi phải đóng tiền tạm ứng án phí 100 triệu đồng, tương ứng với tạm ứng án phí là 2,5 triệu đồng. Trường hợp thứ hai tôi đơn cử cho quý vị và các bạn, đó là cái khung từ 2 tỷ cho đến 4 tỷ đồng. Thì pháp luật quy định rằng trong trường hợp từ 2 tỷ đến 4 tỷ đồng thì 2 tỷ là 72 triệu, 4 tỷ đồng thì cái 2%, cái phần vượt quá hơn 2 tỷ.
và tôi lấy đơn cử là một cái vụ kiện là tranh chấp một cái hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tôi mua một cái căn nhà ở thành phố với giá là 2,5 tỷ. Tuy nhiên rằng là tôi và phía cái người bán cho tôi đã chuyển cho họ với số tiền là 2,1 tỷ rồi. Tuy nhiên rằng là cho tới bây giờ thì tôi biết thật sự là cái người chủ đó không phải là chủ sở hữu thật sự, và tôi đi khởi kiện ở tòa. Vậy thì khi tôi khởi kiện ở tòa thì tôi đóng cái số tiền là 2,1 tỷ. Luật quy định tại thời điểm này 2,1 tỷ thì 2 tỷ là 72 triệu. 100 triệu nhân với 2% của phần mực bán 2 tỷ chỉ là 2 triệu đồng. Thì 72 triệu cộng với 2 triệu là 74 triệu. Tuy nhiên về việc tặng ứng hết phí, tôi 74 triệu cho nên tôi chỉ đóng có 37 triệu mà thôi. Thưa quý vị và các bạn, cách tính của tặng ứng hết phí nó là như vậy. Vì sao tôi phải làm cái video này? Vì cái chị hồi nãy chị hỏi tôi rằng là 5% của cái số tiền lớn. Tôi bảo không phải là như vậy. Tùy theo cái giá ngầm, tùy theo cái giá ngầm, tùy theo cái số tiền mà các bên tranh chấp ở tòa trong từng vụ kiện. Và hồi nãy chị có hỏi với tôi rằng là như vậy thì ai là người chịu án phí số tiền này? Thì xin thưa quý vị và các bạn, trong trường hợp mình là nguyên đơn thì khi mình khởi kiện mình phải đóng tiền tạm ứng án phí. Bây giờ tôi giả sử là bây giờ tôi khởi kiện để ly hôn thì tôi phải đóng cái số tiền cho thi hành án là 300.000 đồng. Tôi kháng cáo một cái vụ kiện dân sự thì tôi phải đóng là 300.000 đồng. Và nếu như tôi thay đổi người trực tiếp nuôi con thì tôi đóng 300.000 đồng. Như vậy tôi khởi kiện để yêu cầu phía bà A phải có nghĩa vụ trả cho tôi số tiền là 2,1 tỷ, thì tôi đóng số tiền là 37 triệu đồng và để cho nhà nước có một cái biên lai thu tiền tại cơ quan thi hành án. Và trong trường hợp tôi tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với số tiền là 100 triệu thì tôi phải đóng tạm ứng án phí là 2,5 triệu. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thông điệp của chương trình Nhân Ta Phải Biết Luật Ta là chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin hữu ích nhất, những cái thông tin cơ bản nhất. Có thể các anh chị chuyên gia cho rằng những cái điều cơ bản quá, và nếu người ta không biết thì người ta sẽ đến hỏi luật sư, đúng không? Nhưng thực tế ở Việt Nam mình vẫn chưa có những cái nhu cầu, chưa có những cái và những cái vùng miền họ còn rất là xa xôi, cái việc mà tiếp cận với luật sư thì rất là khó khăn. Thông qua cái video này, tôi dành cho những người mong muốn có những cái sự khởi kiện, tuy nhiên rằng là lại lo lắng không biết là số tiền được kiện tụng là bao nhiêu. Và chắc chắn là cái video tới tôi sẽ làm cho quý vị và các bạn, trong trường hợp mình khởi kiện thì tùy theo cái tính chất của vụ việc, các quan hệ tranh chấp, để mà mình biết được rằng khởi kiện mình được gì và khởi kiện mình có được hoàn lại cái số tiền tạm ứng án phí mình hay không. Ước mong là Dân Ta Phải Biết Luật Ta, tất cả những người Việt Nam đều am hiểu những cái quy định của pháp luật cơ bản, và nhất là những pháp luật về dân sự, hình sự trong cái đời sống hàng ngày. Tôi xin trân trọng cảm ơn.